Thực ra thì cha Joan Bautista ở với Trần Phú chúng tôi rất là thân tình và rất là lâu rồi, cũng là kể là lâu rồi, cũng là khá trưởng thành rồi. Và hôm nay thì đúng là bài sai của thầy giám mục cha về bàn thờ với các ông. Tôi nghĩ rằng đây là một cái gì mà Chúa đã an bài rất là mong rằng các ông cũng như toàn thể giáo dân của bàn cờ sẽ tiếp đón cha Joan Bautista một cách rất là chân thành và rất là yêu mến đó. Để rồi chính tình yêu của Chúa trong buổi Giáng sinh này tràn hòa trên cộng đoàn các ông và cha Joan, và mong rằng cái tình yêu đó sẽ đưa lại cho cộng đoàn bàn cờ rất là kết quả. Bởi vì khi mà đã yêu nhau rồi thì thương nhau, giúp đỡ nhau dễ dàng lắm, và cộng tác với nhau lại càng đắc lực hơn. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng hôm nay bỏ qua tất cả khay trầu hay là khay tình thương nó xóa bỏ đi ha. Hôm nay thì cô đâu cứ được về rồi. Thì cha ra đi bỏ rời Tân Phú, nhưng mà về không nghĩ là cha về với bàn cờ cũng là một cái hoàn cảnh rất là thuận lợi để cho cha phát huy tất cả những đầu tiên, cái đầu tiên của cha Joan Bautista đến với các ông. Tôi nghĩ rằng đây là một cái gì rất là tốt và rất là đẹp lòng Chúa đó. Tôi nghĩ như vậy. Và vì vậy mấy hôm nay mấy anh em linh mục chúng tôi vẫn bảo với nhau rằng thôi nói đùa thì nói đùa đấy, nhưng mà thật cũng là cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện thật sự cho nhau. Nhưng mà là nói đùa với nhau thì chúng tôi ăn cơm với nhau thì rất là vui như một gia đình vậy thôi, chung với nhau sống vui lắm. Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau rằng, và sáng nay tôi kết lại bằng cách này, không thôi mình nói đùa mấy hôm nay nói đùa nhiều lắm, nhưng mà nói thật đó, thì chúng là anh em cầu nguyện cho nhau, chúng mình cầu nguyện cho cha sở mới, và cha sở mới cũng nhớ đến chúng tôi đó. Tất cả thì ông thánh có cần nói gì thì nói, không thì cứ rước vô về đây. Cha Joan Bautista để giáo xứ của chúng con. Cha yên tâm, giáo xứ của chúng con nó nhỏ nhưng mà tình cảm nhiều lắm, ấm cúng lắm, sẽ thương cha Joan nhiều. Trong lòng con là một lần nữa cảm ơn cha xứ, cảm ơn cha phụ tá Du Xe, quý chức quý bà anh chị em giáo xứ Tân Phú rất nhiều đã trong những năm vừa qua cho con hành trang tinh thần vật chất để con trong một sứ vụ mới tại giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán giáo xứ Bạc Trần. Xin hết lòng cảm ơn và xin cầu chúc cha và mọi người ở lại mạnh giỏi ha.